Với cơn sốt từ các thương vụ retroactive trong thị trường crypto, đã có rất nhiều những sự kiện trả thưởng với giá trị rất lớn từ phía các dự án như Paraswap 12.000 đô, DYDX 15.000 đô, hay Ethereum Name Service 25.000 đô cho những người dùng đã ủng hộ dự án từ sớm. Vậy retroactive là gì? Hãy cùng MMG Patreon chúng mình giải thích và chia sẻ trong video này nhé! Retroactive là một hình thức cao cấp hơn airdrop, trả thưởng cho những người dùng đã tham gia sử dụng dự án khi họ thỏa mãn được các điều kiện mà dự án đưa ra tại thời điểm mà dự án phát hành token chính thức của mình. Đối với những chương trình airdrop thông thường, những người dùng sẽ phải tham gia thực hiện những điều kiện đã được yêu cầu sẵn ngay từ đầu, ví dụ như follow kênh Twitter, tham gia nhóm Telegram thảo luận, like, retweet, tag bạn bè vào bài post quảng cáo của dự án. Sau đó, phía đội ngũ sẽ chọn ra ngẫu nhiên những người may mắn nhất trúng thưởng. Mục đích của dạng airdrop này là để thu hút người dùng và xây dựng cộng đồng cho dự án một cách nhanh chóng về số lượng. Mặc dù retroactive cũng là hình thức trả thưởng cho người dùng như airdrop, tuy nhiên người dùng phải đạt được yêu cầu đặt ra của dự án. Và tất nhiên những yêu cầu này không một ai có thể biết trước được. Retroactive cũng có thể hiểu như là lời cảm ơn của dự án tới người sử dụng từ sớm đã ủng hộ dự án, hay cũng như là sự khích lệ tới người dùng đã tham gia trải nghiệm sản phẩm. Sau đây, MMG chúng mình sẽ điểm qua những chương trình retroactive tiêu biểu từ các dự án nhé. Đầu tiên là Uniswap. Người dùng tham gia Uniswap trước ngày 1 tháng 9 năm 2020 sẽ được thưởng 400 UNI trị giá 2.000 đô. Tại thời điểm token UNI được giao dịch trên sàn Binance với mức giá gần 5 đô, Uniswap cũng chính là nguồn gốc cho sự ra đời của chương trình retroactive. Tiếp theo là Gitcoin. Người dùng đã tham gia quyên góp, donate cho các dự án của đợt gọi vốn trên Gitcoin rao chính trước ngày 26 tháng 3 năm 2021 sẽ được retroactive khoảng 400 GTC, tương ứng trị giá tầm 4.000 đô tại thời điểm token GTC được niêm yết trên sàn Binance với giá gần 10 đô. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2021, Paraswap cũng đã retroactive cho những người dùng ủng hộ dự án trước ngày 8 tháng 11 năm 2021, thỏa mãn toàn bộ các điều kiện sau. Đầu tiên là thực hiện giao dịch hoán đổi swap trên một trong bốn blockchain mà Paraswap hỗ trợ, bao gồm Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon hoặc Avalanche. Điều kiện thứ hai là địa chỉ ví của người dùng không được chuyển tiền qua ví khác để cây số lượng ví tham gia. Cuối cùng là địa chỉ ví không phải là ví chết. Có nghĩa là các địa chỉ ví phải có số dư tối thiểu trên một trong bốn blockchain là 0.028 ETH cho mạng lưới Ethereum, 0.25 BNB trên Binance Smart Chain, 20 Matic ở Polygon hoặc 0.9 AVAX đối với mạng C-Chain của Avalanche. Cuối cùng là Optimism. Vào mùa hè năm 2022, Optimism là một trong những thương vụ retroactive gây bất ngờ cho toàn bộ thị trường khi họ đã chốt số lượng ví tham gia trước ngày 23 tháng 6 năm 2021. Nhưng tới tận ngày 27 tháng 4 năm 2022, phía dự án mới chính thức công bố. Có 6 tiêu chuẩn mà Optimism đặt ra bao gồm: điều kiện đầu tiên là người dùng của Optimism từng sử dụng Optimism trước ngày 23 tháng 6 năm 2021. Tiếp theo, các địa chỉ ví là người dùng trong 4 tuần khác nhau của Optimism. Vì Optimism là layer 2 của Ethereum nên Optimism cũng ủng hộ những DAO voter. Cụ thể là các địa chỉ ví đã tham gia gửi phiếu bầu trong các tổ chức DAO ở hệ sinh thái Ethereum. Thứ tư, các địa chỉ ví là multi-signer với tối thiểu 10 giao dịch. Tiêu chuẩn thứ năm, các địa chỉ ví là người dùng đã từng donate cho Gitcoin. Và yêu cầu cuối cùng của Optimism đối với người dùng đó là các địa chỉ ví hiện tại vẫn tiếp tục sử dụng Ethereum. Có các giao dịch trên những cầu cross-chain sang các mạng lưới khác bao gồm Polygon, Arbitrum, Gnosis Chain và Solana. Việc các dự án thực hiện retroactive cho người dùng đến từ những lý do sau đây. Thứ nhất là từ phía dự án, retroactive có thể xem như là lời cảm ơn những đóng góp của người dùng sớm vào sự phát triển của dự án. Thực tế là nhờ có những người dùng sớm này mà dự án có thể tìm ra những lỗ hổng và theo dõi quá trình sử dụng của khách hàng, để từ đó hoàn thiện dần dự án cho tới ngày phát hành token. Lý do thứ hai là retroactive là cách marketing dễ thực hiện.
đem lại hiệu quả cao để có thể thu hút người dùng và nhà đầu tư mới. Ngoài ra, nhờ những chương trình retroactive, dự án cũng có thể gia tăng vị thế và sự cạnh tranh của mình trên thị trường, đặc biệt là đối với các dự án cùng ngành. Điều đầu tiên và cũng là điểm mấu chốt, chúng ta nên tìm kiếm những dự án đã có sản phẩm hiện hữu nhưng lại chưa phát hành token. Lưu ý rằng không phải 100% dự án nào chưa phát hành token cũng sẽ có chương trình retroactive cho người dùng. Còn chưa kể tới những điều kiện mà dự án đặt ra để nhận thưởng là điều không ai có thể biết trước được. Chính vì thế mà mỗi chúng ta khi tham gia trải nghiệm dự án phải luôn giữ tâm thế vui là chính. Có nghĩa là được nhận thì vui và không được thì cũng không sao cả. Xem như đây là một cách hiệu quả để trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, thu nhập kiến thức và kinh nghiệm thực tế để từ đó có thể lựa chọn token hay các đồng coin phù hợp cho danh mục đầu tư của mình. Điều lưu ý tiếp theo là khi chúng ta trải nghiệm trực tiếp sản phẩm đồng nghĩa với việc người dùng phải sử dụng tiền thật của mình để tham gia. Chính vì vậy, khi tham gia với tâm thế chấp nhận, có thể mất toàn bộ số tiền đã bỏ ra thì khi không nhận được retroactive từ dự án, tâm lý của chúng ta cũng sẽ thoải mái hơn. Có một điểm đáng chú ý đó là những dự án càng khó làm thì chúng ta càng phải làm vì tâm lý của rất nhiều người là muốn đánh nhanh thắng nhanh nên thông thường họ sẽ bỏ qua những dự án phức tạp. Và đây lại chính là cơ hội cho những người chịu khó. Số lượng tham gia càng ít thì giá trị phần thưởng chia ra cho từng người càng cao. Ví dụ điển hình như trường hợp của DYDX. Khi rất nhiều người không quen với việc giao dịch phát sinh trên sàn phi tập trung, phần thưởng cho mỗi ví thỏa mãn điều kiện chương trình Retroactive là hơn 15.000 đô. Điều cuối cùng MMG chúng mình muốn khuyên các bạn là nên hạn chế việc tạo quá nhiều ví và sử dụng bot để tránh bị loại ngay từ vòng gửi xe như trường hợp của Paraswap. Hơn nữa, họ đã chia sẻ danh sách blacklist của mình trên GitHub. Chính vì thế, địa chỉ ví của các bạn một khi đã nằm trong danh sách đen của họ cũng có khả năng sẽ bị loại ngay đối với các dự án khác khi họ tham khảo danh sách Paraswap đã chia sẻ công khai. Và đó là những thông tin bạn nên nắm bắt về Retroactive. Liệu Retroactive có thể thay đổi vị thế của mỗi chúng ta hay không? Hãy cùng chúng mình theo dõi những video tiếp theo về chuyên mục kiếm tiền này nhé! Nếu thông tin hữu ích, hãy like video, subscribe kênh và ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ thị trường blockchain. MMG Play to Earn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!